Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta xóa những cái tin nhắn hay là những cuộc hội thoại trên Zalo tùy chọn để chúng ta giải phóng cái bộ nhớ của Zalo và để tránh làm mất cái dữ liệu. Rất là hay. Thì tại đây các bạn sẽ kích vào cái mục là cá nhân hình người cuối cùng bên tay phải ở đây, rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục dung lượng và dữ liệu. Thì lúc các bạn mới mở lên thì hệ thống sẽ phân tích tính toán cái dung lượng của Zalo chiếm trong bộ máy là bao nhiêu. Thì các bạn cụ thể đây chiếm là 6,3 GB, rất là nhiều. Có những cái phần tùy chọn, nó là bộ nhớ đệm, rồi là dữ liệu trò chuyện và dữ liệu khác. Thì ba phần này mỗi phần là có những cái tính năng khác nhau. Phần đầu tiên bộ nhớ đệm thì các bạn chỉ việc xóa đi, bởi vì cái phần này là bộ nhớ trung gian thôi, không ảnh hưởng gì, không có mất dữ liệu. Tiếp theo cái phần quan trọng đó là dữ liệu trò chuyện, thì các bạn sẽ bấm vào xem và dọn dẹp. Tiếp theo đó là cái dữ liệu khác, đó là những cái dữ liệu mà các bạn sao lưu của Zalo, các bạn đã sao lưu, cũng như là cái phần cài đặt của Zalo, phần file gốc của Zalo khi các bạn cài vào máy. Rồi đầu tiên các bạn sẽ bấm vào đây để chúng ta tiến hành dọn dẹp bộ nhớ đệm. Các bạn bấm giải phóng. Thì lúc này chúng ta đã giải phóng xong thành công và chúng ta tiết kiệm được 22,7 MB. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào xem và dọn dẹp dữ liệu cuộc trò chuyện, chiếm là 1,8 GB. Thì các bạn lưu ý, các bạn mà để lâu, càng lâu thì cái dữ liệu này lên rất là nhiều, có thể lên đến cả 10 GB hoặc là 20 GB là điều bình thường nếu các bạn không dọn dẹp và xóa bớt những dữ liệu không cần thiết. Rồi khi các bạn kích vào dữ liệu trò chuyện, thì ở đây trường hợp các bạn muốn xóa một người nào đó, thì các bạn sẽ xóa dữ liệu của cuộc hội thoại nào, thì các bạn sẽ kích vào đó, các bạn kích vào đây. Thì lúc này sẽ hiện lên chúng ta tất cả, có nghĩa là bao gồm cả ảnh, cả video, cả file, cả tin nhắn tương tự, thì các bạn sẽ xóa một lượt luôn. Còn các bạn muốn chọn lọc thì các bạn muốn bấm vào ảnh và video thôi, hoặc là các bạn muốn xóa những cái file đính kèm thôi, hoặc là các bạn muốn xóa tin nhắn thôi. Thì đây rất là hay, những cái tính năng để các bạn có thể xóa, chọn lọc và giữ là những cái phần quan trọng. Rồi sau khi còn chọn xong, ví dụ mà các bạn chọn tất cả, các bạn bấm vào đây, sau đó các bạn bấm vào xóa, khá là đơn giản. Rồi tiếp theo, bây giờ các bạn muốn xóa toàn bộ hoặc là các bạn chọn từng group này, thì các bạn chỉ việc bấm vào tích chọn thôi. Rồi các bạn bấm xóa. Ở đây là khi các bạn xóa một cái, chúng ta sẽ có gần 1 GB, 656 MB. Rồi như vậy là các bạn đã giải phóng 650,6 MB dung lượng, rất là hay. Rồi sau khi xóa xong thì bạn sẽ quay trở lại cái phần dữ liệu trò chuyện. Thì các bạn thấy đây, từ 6,3 hay là 6,5 GB chúng ta đã giải phóng được gần 1 GB, là còn lại là 5,4 GB. Thì cứ như vậy các bạn thực hiện, bấm vào, có hai cách xóa để các bạn có thể giải phóng cuộc dữ liệu trò chuyện này mà không có bị mất dữ liệu. Thì đây là cái cách xóa có chọn lọc khá là hay. Thì ngoài ra những cái tin nhắn quan trọng các bạn muốn lưu trữ ở phần iCloud, thì các bạn sẽ bấm vào chuyển những tin nhắn hoặc là hình ảnh đưa vào cloud trong Zalo để chúng ta lưu giữ, còn lại tương tự chúng ta sẽ xóa hết. Thì đó là một cái cách cũng khá là hay. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta xóa dữ liệu Zalo có chọn lọc mà không bị làm mất cái dữ liệu. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, đồng hồ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.